cháo á, mua thuốc chuột á, bỏ vô đó quậy rồi gia đình mình ăn rồi chết luôn đi. Trời ơi. Đó, nói vậy luôn đó. Thì em lại qua rất là nghèo, nghèo dữ lắm. Thậm chí còn có 25 ngàn mà mua 2 ký gạo để mà xây sở, nấu cháo mà ăn hàng ngày. Thì qua nghe lời kể của vợ của bạn của... Cho con đi học. Mẹ ơi, cha mất rồi kìa, mẹ bệnh gì làm sao lo cho con nổi, con nghỉ học rồi con ơi. Cha gửi rước cha về luôn mà cha không có nói tiếng chuyện nào được, từ chối với mẹ hết trơn. Đi thì không có nói năng gì. Kéo đi, rồi có con gà mình mang đi. Rồi bắt đầu mình bỏ thuốc vô làm cho hai vợ chồng mình ăn, cho hai đứa con mình á. Cái hai chồng mình cái hàng, cho hai đứa con mình ăn cái hàng này, đang cho chết lên thôi. Chứ mình còn sống không có tiền ăn nữa. Thật chết rồi thôi, đâu có cốc ăn. Kêu con nó là mất vậy đi. Cái mẹ nói là mới 7 giờ kêu mất cái gì. Cái con nghe rồi, con định ra mà con không ra. Cái con mấy cha con. Ồ, gặp mặt luôn. Hôm nay thì nhóm anh em ở Sóc Trăng thì có nhận được một cái lời giới thiệu của một chị gái đến đây để chia sẻ một cái hoàn cảnh nghe nói là rất là đặc biệt đó nha. Rồi em chào chị nha, chị cho em cái nick đó. Dạ dạ. Chị tên gì chị? Em tên Hoa. À chị Hoa. Dạ. Thì hôm nay thì anh em là nhận được cái cuộc gọi của chị á. Dạ. Không biết là hoàn cảnh là gia đình ở đây là như thế nào vậy chị Hoa? Dạ, dạ. Ngày hôm qua cái người mắc này là bạn của ông xã Hoa. Dạ. Là đã chơi chung rất là lâu rồi. Dạ. Thì cái hôm kia tai nạn ở khúc Hòa Lý á. Dạ. Hòa Lý thì Hoa có tình cờ chạy ngang mà không có biết là bạn mình bị tai nạn. Dạ. Thì sáng lại nghe cuộc gọi của người bạn thân nữa. À. Thì bảo là Hoa ơi có hay cái chuyện tai nạn ngày hôm qua ở Hòa Lý không? Thì Hoa nói có nghe mà không biết là ai, nói là bạn của ông xã của Hoa đó. Là Lâm Cõn, tên là Lâm Cõn. Dạ. Đó là ở ấp Miễn Mặn. Đó thì Hoa có vô, thì ngày qua Hoa có vô rồi thì liệm rồi Hoa mới vô, tại vì Hoa không có kiểu như là trong khi chưa liệm Hoa không có vô nha. Dạ. Rồi liệm rồi Hoa mới vô thì Hoa thấy hoàn cảnh rất là khó khăn, nên thì Hoa nhờ các anh YouTube giúp đỡ cho bạn của Hoa để vượt qua cái hoàn cảnh nghèo này. Dạ. Kiểu như ở nhà thì ảnh thì một người trụ cột. Dạ. Thì có hai đứa con đang học, một đứa lớn thì học lớp 12, đứa nhỏ thì lớp 8. Dạ. Mà Hoa vừa bước vô thì nói chung ra một người bạn là vợ đó, vợ của anh ta đó. Dạ. Thì nói hôm qua chị khóc. Dạ. Thì cái hoàn cảnh tai nạn này thì trùng với ông xã Hoa nha. Dạ. Thì ông xã của chị cũng bị tai nạn luôn. Cũng bị tai nạn mà mất gần 4 năm rồi. Dạ. Thì gần 4 năm bây giờ thấy người bạn thân nữa. Dạ. Thì hoàn cảnh của nhà bạn của Hoa rất là nghèo, nghèo dữ lắm. Thậm chí còn có 25 ngàn mà mua 2 ký gạo để mà xây sở, nấu cháo mà ăn hàng ngày. Thì Hoa nghe lời kể của vợ của bạn của ông xã Hoa nói. Dạ. Thì Hoa rất là đau lòng. Dạ. Thì Hoa cũng không có giàu có như người ta, Hoa sẽ vô hỗ trợ một ít nào đó. Dạ. Thì Hoa nhờ các anh YouTube vô quay để mà giúp cho hoàn cảnh của bạn Hoa vượt. Dạ. Qua khó khăn trong cái lúc này khổ, mà khổ rất là khổ luôn. Người bạn của Hoa là bị bệnh phụ nữ nữa. Thì Hoa nghe lời kể lại thì Hoa mới nói thôi gắng cố gắng vượt qua, để Hoa nhờ các anh YouTube quay lên để mà hỗ trợ cho chị một ít nào đó để chị lo xây sở cho các con học nữa. Dạ. Đó thì Hoa chồng bị tai nạn mất, rồi vợ cũng có bệnh, có bệnh. Thì trước khi mà bị tai nạn đó thì Hoa có nghe lời kể của chị á. Dạ. Là đi ra nhà người chị để lấy xe để Hoa ngày sau chở chị đi khám bệnh. Dạ. Không may là bị xe tung chết, là xe tải. Dạ. Tại ấp Hòa Lý đó. Thì Hoa nghe chị nói gì đó thì Hoa mới chỗ luôn chị. Đi chuyển đi cấp cứu, nghe nói chuyển đi Sóc Trăng xong rồi chuyển lên Cần Thơ rồi mới chết. Dạ. Đó. Chị xe con hả? À, ảnh đi xe con, đi xe tải tông. Xe tải tông đó. Thì bây giờ hoàn cảnh quá khó khăn, mấy anh ơi, mấy anh em sẽ đứng ra em nhờ mấy anh giúp đỡ cho bạn của em. Đó, để... em thì cũng là người kết nối thôi, quan trọng. Dạ. Là khi mình chia sẻ lên thì... đó, mạnh quân xem được mà thương gia đình. Dạ. Cứ nghe nói thì Hoa cũng mong là các mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm để giúp cho bạn Hoa vượt qua những khó khăn này. Dạ. Rồi còn hai con nữa, Hoa đây cũng từng trải mà Hoa hiểu, mà Hoa thì dù gì cũng đỡ hơn bạn của Hoa một tí. Tại vì dạ cùng cảnh ngộ, mà em thì em kinh doanh ngày xưa giờ. Ừ. Em gán để nuôi hai con em, còn nhưng bạn em thì không có khả năng. Đó, mang bạn, bệnh nữa. Mang cái bệnh nữa. Trời cái ơi. Bệnh của phụ nữ nữa. Thì đó các anh thấy rất là đau lòng. Em là một người phụ nữ em rất là bức xúc. Nên
em có quen với anh Thắng hồi lúc mà tai nạn ở Thăm Đôm đó, ở Tắc Rồng vậy đó. Vợ chồng đi Vĩnh Dạ Châu. Dạ đúng rồi, thì em mới điện cho anh Thắng ngày hôm qua. Thì em nói anh Thắng ơi, em nhờ sự giúp đỡ của anh trên YouTube để mà cho Mạnh Thường Quân á, người ta thấy hoàn cảnh của bạn em á, để người ta giúp đỡ cho hai bé còn đi học nữa. Thì chị ngày qua chị nói là chắc cho nghỉ học. Thì qua mới nói thôi gắng cố gắng đi, cháu cũng học 12 rồi. Thì để qua nhờ mấy anh YouTube á, để giúp đỡ, kiểu như kêu gọi Mạnh Thường Quân á, Hương để giúp cho bạn của qua vượt qua những khó khăn nghèo nha. Thì chị sẽ lại cho hai chồng Thường ngày là làm cái công việc gì để có thu nhập chị? Anh á, thì bắt trùng. Bắt trùng? Dạ bắt trùng. Trùng ở dưới đất đó, hả? Dạ dạ đúng rồi, bắt trùng mà bữa có bữa không nữa. Trời. Đó. Thì bạn qua kể lại qua, nhầm khi đi bắt không có ngàn nào hết trơn á. Rồi bữa đó hai vợ chồng còn có 25.000 à. Rồi đi mua 2kg gạo mà gạo loại nở nồi á anh. Để nấu, ăn ba cử. Nghe nói vậy là qua rất là buồn luôn. Qua nói trời trời, không lẽ tới mức độ đó. Bởi là bà khóc, bà chỉ ôm qua bà khóc thôi. Bởi là bây giờ quá hoàn cảnh quá nghèo. Rồi ảnh còn nói á, là thôi bây giờ mình nghèo gì mà nghèo quá trời nghèo. Em ơi, mình mua 1kg gạo về nấu cháo á, mua thuốc chuột á, bỏ vô đó quậy rồi gia đình mình ăn rồi chết luôn đi. Trời ơi. Đó, nói vậy luôn đó. Thì lời kể của bạn, của người vợ của bạn mới kể đây. Đó, dạ là mới ngày hôm qua qua vô. Dạ. Thì qua mới nói sao mà tới mức độ đó. Đó, rồi ảnh mới nói là ảnh nói với vợ ảnh nghèo mà tới nỗi mà không có tiền luôn mà. Nghèo tới không có tiền luôn. Đó. Suy nghĩ đó. Rồi nói để cả gia đình đều chết. Nó giống như bế tắc rồi. Rồi bế tắc. Rồi nói chung ra bế tắc rồi ảnh có suy nghĩ hay quẩn. Rồi bảo là hai vợ chồng mình chết thì chung một cái hàng. Rồi hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái. Là lời kể của chị nha. Là em thấy em tội nghiệp lắm đấy anh. Nên thành thử ra em đứng đây á, thì em cũng nói chung là rất là bức xúc. Tội nghiệp bạn mình. Chị rất là biết rồi. Một cái người chia sẻ mà nói mà rớt mắt là biết là cái người không phải bà con, chỉ có bạn thôi đó. Là rất bạn, hiểu gia đình. Bạn của ông xã mình. Bạn của ông xã. Hơi lâu rồi chị cũng không có biết ha, không biết có qua lại. Dạ đúng rồi, từ khi dịch bệnh rồi thêm ông xã mình bị tai nạn nữa. Mà đặc biệt là chết tai nạn chung với ông xã nữa, trời nghe chị kể. Ở trong khi đó nghe nói chị chạy về là chị thấy cái tai nạn này luôn. Thấy tai nạn này luôn là mình đi khám mắt cho thằng con trai lớn. Đi ngang thấy tai nạn là qua không dám nhìn. Qua chạy ngang qua thấy ám ảnh. Tại vì ông xã mình bị tai nạn giao thông vẫn còn ám ảnh cái cảnh mà giao thông kiểu như xe đụng với xe đó. Nên mình mới nói với con thôi chị về luôn đi con đừng nhìn lại nữa. Thì chạy về xong ngủ tới sáng lại sáng sớm thì có nhỏ bạn nó điện cho mình. Nó bảo là qua ơi, qua hay tin gì chưa? Nói là không. Tai nạn giao thông ngày qua ở Hòa Lý là ông Lâm Cõn á, ở Miễn Mặn hay là bạn thân của chồng qua luôn. Đó là qua, nói chung ra là qua nghe là ốc ác qua điều nổi hết. Qua không tin nổi. Chạy ngang đó luôn. Chạy ngang đó luôn mà qua không tin nha, qua không tin, qua nói là bà nói chơi. Dạ đó, bà nói chơi cái gì bà thôi chứ ông Cõn mà làm gì mà tai nạn tới cỡ đó. Rồi hỏi có sao ông nói chết đây bà ơi. Đó là em nghe rồi một cái là em không làm công việc được luôn. Đó. Em bủng rủng tay chân luôn. Tai nạn mà tai nạn giao thông nữa. Ông xã mình đã từng bị tai nạn giao thông thêm người bạn nữa. Đó. Mà qua thì có thể là qua vượt qua được, còn bạn qua không vượt được. Tại vì chỉ có căn bệnh, rồi thêm hai bé nữa. Rồi nhà nghèo không có đất. Thấy về nhà mà nằm sâu, rất là sâu ở trong. Dạ đúng rồi anh. Rất là khó đi luôn. Thì em cũng nhờ các anh nha, quay để cho Mạnh Thường Quân á, thương em. Dạ thương gia đình của bạn của qua, giúp đỡ một phần nào cho đỡ một tí xíu cho hai bé còn ăn học nữa. Dạ. Em muốn với chị là nhờ em đến thì chia sẻ về hoàn cảnh. Đúng rồi. Cũng mong muốn có nói được với Mạnh Thường Quân giúp cho gia đình trong cái lúc khó khăn ngặt nghèo này. Chị có nhiệt tình ha. Dạ. Tại vì em thấy là em chịu không nổi. Dẫn đường anh em vào tới trong này luôn rồi. Cái đường này thì nó bập bền. Dạ, đúng rồi. Cái đường rất là khó khăn nên qua dẫn mấy anh vô tới đây rồi. Giúp đỡ. Qua dẫn mấy anh vô tới đây mấy anh quay cho hoàn cảnh cho Mạnh Thường Quân đều thấy là hoàn cảnh của nhà bạn em là có sự thật, những lời qua nói qua chia sẻ là có sự thật, có gì qua chịu trách nhiệm hết. Đó rất là khó khăn, nói chung là khó khăn lắm. Chị có dắt tụi em vào trong nhà được không? Dạ. Để gặp người vợ coi để hỏi như thế nào. Dạ. Bây giờ thì cái gắng cố gắng ha. Bây giờ gặp mấy anh bên YouTube.
đi vô cha. Dạ chào mấy chú. Ai ra bên đây người ta đi vô. Cảm ơn ba lên ơi. Ngồi đây đi, ngồi đi cho. Anh ơi. Người ta vô đi vô đi vô vô nhà mình bóng qua anh ơi. Con mình đang bệnh nằm trong nhà nữa kìa anh ơi. Dạ của anh. Anh ơi, người ta đi vô, con mình đang nằm trong nhà kìa anh ơi. Anh nằm ở đó. Chị bệnh nó khóc ít thôi chị ơi. Trời ơi, mấy anh ơi. Bạn của Hoa cũng bệnh nữa, nó đang bệnh, đang đi điều trị nữa đó nè. Trời ơi, mấy anh ơi. Anh ơi, giờ người ta đi lại nhà mình kìa anh ơi. Con mình còn nằm ở trên giường nữa kìa. Con nằm trên giường hả sao? Nó bệnh đi, không có, nó cũng như nó thấy da, nó nằm như người nó bệnh, nó sốt, nằm trong nhà. Ôi trời ơi, mấy bà, cha gì đau lòng không chị em ơi. Nằm ở trên giường. Bây giờ thì Hoa sẽ nhờ mấy anh YouTube để quay cái hoàn cảnh của bạn Hoa, nhờ anh với mấy mạnh thường quân giúp đỡ cho bạn Hoa nha. Dạ. Anh ơi, người ta đi lại đây nhóc ở chân luôn rồi. Dạ đúng rồi, em cũng có công chuyện rất là nhiều nên thành thử là Hoa vô tới đây rồi để cho các anh quay nhờ cho mạnh thường quân giúp đỡ bạn Hoa, rồi Hoa sẽ đi về. Dạ, rồi tối qua quay chế vô nữa. Dạ. Giờ để chị Hoa về, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, dạ, cố gắng lên nha. Có gì thì nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và các anh bên YouTube. Nha, gắng cố gắng lên nha. Bạn giúp đỡ cho mình nha. Mình không còn cái sự sống nào hết trơn. Con mình gần đứa học lớp 8, đứa học lớp 12. Nó học lớp 8, lớp 12 mà nó nghỉ luôn. Mà cha mắc rồi, mẹ đâu có khả năng đâu. Mẹ bệnh nữa, làm sao lo nổi con. Cố gắng lên bạn. Mới 12 mà cha hứa cho anh gán mặn đi bắt chồng về. Nặng cho ơi, cho con đi học. Mẹ ơi, cha mất rồi kìa, mẹ bệnh vậy làm sao lo cho con nổi. Con nghỉ học rồi con ơi. Con ơi, con gán đi. Gán đi, mẹ có nào mẹ cũng bệnh đau. Mẹ đi kiếm đồ mà đi rụm bông. Mẹ cũng đi vô con học tên rồi tôi chống tay gì cha mất rồi. Chồng bị tai nạn nữa mà dù gì qua cũng đỡ hơn bạn qua. Còn bạn qua thì ảnh là một người trụ cột trong gia đình. Bữa anh đi về ngoại lấy xe tính về chở em đi bệnh viện. Mà anh đi rồi anh đi luôn. Nhà còn có 25.000 đi mua hai cái gạo về. Trời cho con nấu cơm là đã về chồng con về ăn mà. Anh đi luôn, anh không có con. Thương luôn nữa. Hai người con đang học rất hay. Cố gắng đi để cho mẹ anh quay để cho mình thường luôn. Bình tĩnh cho tụi em luôn. Bình tĩnh là chú con về sức khỏe. Gắng cố gắng lên nghe Hoa giúp mấy anh vô tới đây rồi thì Hoa cũng đi về có việc tối qua quầy vô với bạn. Cảm ơn bạn nhiều nha bạn. Tối qua quầy vô, gắng cố gắng lên nha. Rồi chị đi công việc nha. Dạ, cảm ơn chị. Chị tên gì chị? Ngô Thị Úc Kế. Ôi, em hỏi thăm chị xíu nha. Dạ. Không biết là cái sự việc như thế nào mà anh Lâm bị mất gì chị? Tại vì anh Lâm cũng như là giấc sáng 7 giờ mấy về đi về nhà chơi của bà chị. Dạ. Đi kêu ông đi về ngoài đi lấy xe về đây đặng chở tôi đi khám bệnh. Rồi đi khám bệnh ông rồi đi đặng tôi chở mẹ về đi khám bệnh. Đi xuống nhà của nhỏ bạn á, đi nhỏ căn trùng á, đi lấy tiền đặng về mua ba cuốn sổ sách viện cuốn 200.000 rồi đặng 600.000 về đặng mua sổ cho con luôn nó đi học. Đi rồi sao mà đi về cứ có một mấy gì đó người ta điện lại. Cái thằng em chạy lên nó nói chế ơi. Cái anh Út bị tai nạn rồi chở anh Út đi cấp cứu rồi chế đi lên rồi đó rồi cơ hết biết đi ra ngoài là Lâm không còn nữa. Chạy ra ngoài là chồng mất rồi chưa mất cũng như là đi mới tới lên tới Cần Thơ luôn mà tới khám rồi mới tới 9:30 mới mất. Dạ tội nghiệp quá trời luôn, lên chảnh không còn cái gì hết trơn á, máu rồi quá trời ra máu luôn. Đâu chị bị thương đâu? Chấn thương rồi nè, rồi gãy xương đồ, gãy cái giò lòi cục thịt lên vậy nè, lòi cục thịt vô luôn gãy giò luôn. Lòi thịt thì cái cục này nó sườn lung lăng vậy nè. Quá trời rồi mấy anh mới thấy hoàn cảnh gia đình của em như vậy đó, người làm sao em lo cho con em nữa.
Thường thường là ảnh đi làm công việc chính ha, dạ. Do cho gia đình mình. Dạ. Tụi chị có làm gì không? Nó bệnh là bệnh gì? Em bệnh đứa rồi, em gai cuộc sống, em bệnh tầm lum á. Dân là cũng ít đi làm ở nhà hả? Em ở nhà không lo cho gia đình thôi chứ em không có làm. Dạ. Dạ. Nhà làm không có sách gì nặng nổi hết trơn á. Không già không còn phải sách nước dạ. Này kia rồi cho tôi nữa chứ tôi không có được không cái thân. Dạ. Tụi chị có mấy người con? Hai đứa con gái không ạ? Con gái đâu hết rồi? Hai đứa con đi ra đây được không? Dạ đi Chinh Thục à. Đi mấy đứa con gái ra được không? Để, Thục Chinh à, với Hiền Ngọc Viên Anh hả con? Hai đứa con anh Thanh Lâm ha, 45 tuổi Đạo Phật. Dạ. Con chào mọi người, có nguy cơ là nghỉ học nè, không có tiền. Nó không có tiền này, tại vì nó học rất là giỏi. Giờ là kìm nó không còn, tại vì mẹ nó không còn khả năng lo cho nó được nữa. Nó đòi đi nghỉ đi, đặng đi lo tiếp cho mẹ. Thì cha thì mất, cha chủ cột mà giờ cha mất nữa, người làm sao lo nổi cho con đi học. Này, bé này thì nó học lớp 8. Dạ, làm sao bây giờ có người ra có nghỉ học mới được. Rồi bé bé lớn là lớp 12 hả? Dạ. À, bé lớn là lớp 12 rồi, bé nhỏ còn lớp 8. Dạ. Khi mà cha mà xảy ra sự việc đó, hai đứa con ở đâu, ở nhà thì ở đâu? Bị thì con đang học ở trường. Ờ, đang đi học. Dạ. Dạ, báo tin cho con biết. Cái cô ở gần chỗ tai nạn. Báo cho con hay. Trời ơi, báo tin là cha mất rồi hả? Dạ, cô báo là cha bị xe tải tông. Trời ơi, trời đã đi cấp cứu rồi. Là lúc đó chưa có biết cha mất, chỉ có mới biết tai nạn xe thôi. Rồi. Con mới đi về liền không? Dạ, con đi với bạn nên mà con không có mạnh với bạn nên con ghé đi con gian xe người ta đi. Tí luôn để mới về. Ồ, về thì cha đã ra đi. Dạ, con về. Người ta nói là cha con nặng nên cần phải chuyển đi Cần Thơ. Ồ, vậy là lúc chưa có mắt là đang chuyển đi Cần Thơ. Ráng học cho hết tiết mới về, tạo ảnh hưởng tới bạn thì đó. Quá rồi, hai con gái quá nhỏ. Lúc đó là con đang làm gì? Rồi gớt xuống mắt về xem. Con vẫn đang đi học luôn. Là lúc đó chắc đâu có ai báo cho con được, con đang ngồi trong tiết. Con đi học về, con đi về bình thường. Cái xe, con đi chung xe, nói là sao con bị xe tải không? Con nói tưởng như giỡn với con mà. Ồ, trời ơi, bé mong là giỡn thôi. Bé chỉ có mong là giỡn là cha không có bị tai nạn thôi. Tới chừng về tới nhà rồi mới biết hay hả con? Trời ơi, quá trời, chị em ơi. Mới gặp ở đó thì đi chút xíu lại. Đi không về, nó nói là kêu rằng là đi không về, sao anh không về nữa? Thì nó cơm rồi tính đợi vợ, chồng con về ăn cơm mình đợi bà không quên. Về rồi làm sao, nó cơm về là bỏ cơm luôn, không có cơm. Con ai, đứa con ở nhà ăn cơm, mẹ đi theo cha. Cha rồi rước cha về luôn mà cha không có nói tiếng chuyện nào được từ chối với mẹ hết trơn. Đi thì không có nói năng gì hết, không về luôn. Thì lúc mà đụng thì lên là coi như là bất tỉnh hả cô? Bất tỉnh đi rồi, không có còn cái gì hết trơn á. Lên xe rồi nó anh ơi, anh cơ miễn là anh còn tỉnh á thì em nói gì anh chớp mắt không ấy là anh gớt nó bắt ra được cho em biết anh còn sống hay là anh chết. Không ra nước mắt rồi ra nước mắt không gì nào có là em lấy cái khăn giấy em chùi cái mắt cái của ảnh gì là gọi ảnh không còn nói gì nữa hết trơn luôn á. Xa lắm, bị đụng là cái như là bất tỉnh rồi. Rồi lên là người vợ hỏi là anh có gì thì anh nói tôi hay là làm cái gì. Người cuối cùng là biết. Gớt nước mắt là đau đớn, nghĩa là đau đớn gớt nước mắt. Cái nói không được rồi cho nên gớt nước mắt rằng biết là cũng như là vợ nói cho không nghe được cái câu cái chuyện của vợ anh nói gì không biết nữa. Trong khi đó là nghề nghiệp của ảnh là đi làm gì nghe thôi? Đi bắt trùng lá mình à. Trùng lá là một cái trùng là bắt là bán một ký được bao nhiêu? Ký bây giờ mỗi lần ký 600, lần giờ còn có 350 ngàn ký thôi. Một ký trùng đâu phải dễ bắt đâu. Dạ.
Dạ. Nhưng mà không cào những từng nay mà không có, nó cam cam có một bữa một thôi. Dạ. Nó bắt được có mấy trăm ngàn à. Dạ. Bữa chừng ký vài trăm gram gì đó. Dạ. Về đủ mua gạo ăn thôi mà cái bữa đó là người ta cần thiếu nữa. Dạ. Giờ rồi ổng đưa có 25 ngàn thôi. Dạ. Nói còn mấy chục ngàn để ổng đi bỏ túi đằng, ổng đi lấy xe. Dạ. Về đằng chở em đi. Đi khám bệnh. Lấy xe gì cô? Chiếc xe máy ở để nhà bà chị với ngoại á. Ờ, ra ngoại mượn hay là sao? Chiếc xe nhà cũng như là người anh nó chở về trong này. Dạ. Cũng như ổng cũng bệnh đó, người anh thấy tội nghiệp phải chở đi khám bệnh. Dạ. Thì bỏ xe ở ngoại rồi chở về đây. Ổng mới quay về, ổng lấy xe chặn chở em đi khám bệnh. Dạ. Nghe nói gì đâu mà vợ chồng hai đứa con mà có khi là không nhà không còn tiền luôn. Dạ. Thì đi qua này nó không còn tiền mà mua có 2 ký gạo thôi. Dạ. Ở đây người cuộc sống mình khó khăn như vậy rồi không có ai hỗ trợ gì cho mình sao chị? Không có ai hỗ trợ. Có 3-4 năm gì trước ấy, người ta cũng cho cái hộ cận nghèo. Dạ. Thì con của mình nó cũng học giỏi, người ta cũng cho vậy mà rồi. Cái ấp này nó nói thôi bả có tiền thì thôi vậy cắt hộ bả đi. Chứ với cái nhà gì người ta lại người ta cũng chụp hình vậy đó, chụp hoài mà không có được cái gì hết trơn á. Không được xét phải không? Dạ. Nghĩa là chụp đi gửi lên nhưng mà không được xét cái đơn mà ta, nghèo. Dạ. Nó bỏ luôn vậy đó. Dạ. Rồi nghe. Nhà cửa là đâu còn nhà lá. Ừ, nó anh đất. Đó không có được cái gì luôn. Nhà nước phải cho nhà tình thương như thế. Rồi tới cái tình huống gì mà nghe nói mà tính mà nấu cháo mà lấy thuốc chuột về là sao? Cũng nhà ổng cái đường là bắt chung không có gì về ổng có tiền ổng nói nhà mình còn ít gạo quá thôi vậy mấy gia đình mình đó hay mà nó có nó mới kéo đi rồi có con gà mình mang đi rồi bắt đầu á mình bỏ thuốc vô lần cho hai vợ chồng mình ăn với hai đứa con mình á cái hai chồng mình cái hàng coi hai đứa con mình ai cái hàng này đang cho chết lên đâu cho mình còn sống không có tiền ăn nữa thật chết rồi tôi đâu có cúp làm gì đâu này chết luôn cho rồi luôn đi hai vợ chồng cái hàng tôi để cho hai đứa nhỏ hai cái hàng tôi ông bộ ông nghĩ lên đường cùng cho mà ông làm gì kỳ coi vậy. Dạ. Không thôi, thôi con của mình nó cũng còn nhỏ thôi đi theo mình luôn đi thôi ông đừng có nghĩ đi cái đường cùng rồi mà con nó quá nhỏ. Anh nói với chị đó là lâu chưa mà lâu chưa chị cũng lâu lâu vậy đó rồi đầu vợ chồng cũng như tại vì mình không có tiền mà lâu lâu rồi cũng tâm sự với nhau nó cũng thế đừng nghèo gì quá cho nghèo luôn rồi không có khả năng rồi đi lo cho con mình đi học. Sáng là hai đứa này từ hồi nhỏ tới lớn giờ đó là đi học là nhiều tiền lắm rồi rồi giờ nó ra 12 rồi nó mới được 20 ngàn đi học thôi. Trời ơi chứ không có được nhiều cờ tiền như người ta đâu. 20 ngàn thôi. 20 ngàn đi học mà nó con là gán đi 3 giờ là em thức dậy em nấu cơm cho con em ăn 5:30 là hai đứa này thức dậy con anh thức dậy đi đặng ăn cơm đặng đi học đó, ăn cơm rồi đi học ăn cơm chắc nước cơm rồi kho nồi cá thì có cá thì có cá mấy rồi chiên hồn vậy thôi con muốn quẹt gì đó mẹ con giúp nhau ăn 5:30 ảnh thì đi làm mới con hộp cơm gì nè quải đi theo rồi tới trong rừng đó ăn rồi về gì đó còn bắt ở trong rừng nha bắt trong rừng á không dạ đâu phải bắt ở đây đâu bắt bên Cù Lao Dung bên Còn vậy đó. Em không có biết dạ. Xe lắm về tới đây 2-3 giờ rồi một giờ mẹ bây giờ là phải gánh nặng là hai đứa con đang học nữa phải hai đứa con đang, không đang có bệnh thì nó đang bệnh trong người nữa rồi sao mà nuôi nổi rồi sao mà gánh vác nổi dạ. Thì ổng có trụ cột trong gia đình này bây giờ ổng đi bỏ tôi mày làm sao tôi lo cho hai đứa nhỏ này rồi bây giờ không có khả năng để lo cho con nữa. Quả tội hai đứa đang học hay nữa nè. Rồi con gái lớn là có lúc mà cha nói mà nấu cháo mà để thuốc chuột là lúc đó con nghe không? Dạ, cha không có để mấy cái lời như vậy đó cho tụi con nghe. Ờ, nói với mẹ thôi. Nói mẹ thôi. Nói với mẹ thôi, cha sợ tụi con không có tiền mấy đường nghị lực cuộc sống, mấy đường ánh sáng, tại vì tụi con còn nhỏ, tụi con còn tương lai, cha không có muốn để tụi con nghe mấy cái lời tiêu cực. Không có cho nó nhỏ nghe. Cha cũng muốn cho mấy đứa con nghe nhưng mà nói với vợ, nói với mẹ thôi. Khổ đến mức độ mà lại suy nghĩ. Rồi tiêu việc xảy ra ngày hôm trước, hôm qua hay là hôm trước. Tiêu việc mà ảnh bị tai nạn á. Tai nạn xe á. Tai nạn xe cái bữa. Mấy ngày rồi. Bữa mùng 1. Một tay á hả? Bữa mùng 1 tháng 9 này rồi, mới qua đầu tháng 9 mình nè. Là ba tay á chị. Ba tay, bữa nay 5 tay à. Rồi hôm qua ngày kia. Là bữa thứ tư, thứ tư, thứ năm vậy đó, chắc thứ năm á.
Tối thứ năm chiều thứ năm. Như là tai nạn cũng là chuyển lên Sóc Trăng rồi chuyển lên Cần Thơ dạ. Cũng 2 ngày là ảnh với mắt. Thì cũng như là ngày đó là đi lên Cần Thơ, cái Sóc Trăng rồi rồi mới chuyển lên Cần Thơ là tối 9 giờ tối là làm với mắt. Là lên tới Cần Thơ là bác sĩ là nói với mình sao, giống như có mổ kịp hay là sao không? Giống như nói đi lên tới chẳng là cái não nó bị chết não này. Nó chết não rồi mà cũng như là nói với người nhà, nói với em như vậy. Mày cũng như còn 90%, còn có 1% mà còn nước còn tát thì người ta bác sĩ kêu đi về rồi này nó thôi, còn nước còn tát tại vì cỡ nào cỡ cũng lẽ lên tới đó rồi lẽ đi chạy về thì nó quá tội đi. Rồi đầu cho đi luôn lên chảnh rồi khám tử thi rồi chết người ta mới khám tử thi luôn. Lên tới chảnh là người ta khá chụp bách quan cái gì tùm lum tùm la chân nó gắn tùm lum lũ vũ hết trơn, không có biết cái gì hết trơn á. Trong khi đó gia đình không có tiền nữa rồi chuyển gì rồi tiền xe rồi tiền tùm lum rồi lên chảnh rồi bác sĩ mà nói mổ rồi tiền đâu mà mổ nữa. Áo quan cái hàng đó là bạn mua hay là mình mua? Mua thiếu hả? Mua thiếu á. Xong đám rồi trả. Dạ. Đây mượn người anh rể mua. Cũng như là mua giùm đi qua đám thì cũng mới có tiền trả thì cũng gia đình nha. Em nói với mẹ là em có 25.000 đi mua gạo gì cho gia đình em ăn đó. Chưa kêu anh, chưa kêu băng nữa, anh mất rồi đó. Mình là mới đây luôn đó hả? Là 25.000 luôn hả? 25.000 mới có 2-3 ngày nữa. Trời ơi, tính đâu là lâu cái câu chuyện này mà mới đây luôn. Mới cái bữa đó luôn đó. Bữa đó luôn. Dạ. Đi xuống cái tiệm này mua 25.000 mà người ta căn hạt không biết ký nhiêu mà căn được 2 ký gạo đó. 25.000 căn. Sao nhiều cái cuộc sống sao? Ta bán mình nói là 25.000 là ta cân 2 ký gạo à. Cũng như là nói 25.000 thì là hết tiền mua 25.000 thì không đủ 2 ký bây giờ là khoảng 17-18 không có loại 12-13.000 nữa. Có loại gạo mắc lắm. Thì được 25.000 đó thì không biết là đó. Nấu có 2 lon thôi. Chiều nấu có 2 lon sữa bò thôi. Vậy cũng như là được cái gạo khô cơm á, để nấu lần cho nó nở nồi lần cho được ăn được 3 cử. Cái phần lo hậu sự thì nói chung mua thiếu hết rồi xong đám mà tính tiền mới ra. Dạ. Còn điều lo nhất là 2 đứa nhỏ nghe nói chị cũng tính cho 2 đứa mình nghỉ học. Dạ. Vậy gì mình không còn khả năng để cha nó chị được. Còn đi bằng được nữa, còn cho đi học rồi giờ vậy em bệnh nghỉ rồi làm đâu có cái sức sống đâu để lo cho em con em được. Tại vì cái đường đi học còn dài. Nó còn dài lắm. Quá dài dẳng rồi, trong khi đó cô thì không có đi làm kiếm tiền gì được. Bằng đi mấy trời mưa ấy dột á, 2 đứa con đi nằm một góc, 2 vợ chồng nằm ôm một góc. Trời, nhà mình chọn rồi. Dạ. Sống cho nó chớ chiều quá trời. Trời ơi, thì có được 2 người con gái mà rất xinh, mà đi học rất giỏi, mà không có để cha mẹ lo lắng. Thì cũng là người chồng mưu sinh để đi dạ, gán để cho 2 đứa học thành tài. Mà không ngờ thì với cái tuổi có 45, thì người chồng đã ra đi bỏ lại 2 đứa con. Dạ. Gái. Quá rồi còn nhỏ chưa được cái gì hết trơn, mới bước được lớp 12. Khổ dữ lắm, khi qua giới thiệu nó khổ dữ lắm. Nhờ anh em tới kết nối giùm và mình thương giúp được phần nào hay phần ấy. Gia đình rất là khổ. Nhưng mà đến đây mà nổi cái đường từ ngoài lộ đi vô coi là nhạc giang giả. Đường nhỏ xíu họ dậy rất là sâu. Trước lúc mà cha mất là cha có nói gì với 2 đứa con không? Con đi học buổi sáng, con đi học 2 buổi không rồi buổi sáng. Cũng ăn cơm như mọi ngày rồi cha mình cũng dạy thôi rồi cha cho biết sao cha cũng cười giỡn với con như bình thường chứ không nói gì hết chưa. Con đâu có biết là bữa đó là cái buổi sáng cuối cùng gặp trời ơi, bữa cuối cùng luôn. Giống như là không có nói gì mấy cái câu mà báo trước, những người mà mắt không có nói cũng vẫn bình thường mọi ngày. Vậy mới đau ha. Đi học chú chứ nghe tin rồi cha gặp nạn. Là buổi sáng đó là gặp ba là bữa đó cuối cùng luôn. Sáng 5 giờ rưỡi ra ăn cơm đó. Ồ, thức sớm vậy hả? Thức dậy là ăn cơm. Tại vì 3 giờ em thức dậy em nấu cơm rồi đặng tới sáng được 5 giờ rưỡi đặng cho con nước kịp ăn cơm, đặng đi học còn nhỏ tới đến rồi từ hồi mẫu giáo tới giờ là ăn cơm vậy không à. Thôi từ không có tiền á, rồi nấu cơm nhà ăn nên khỏi ra ngoài ăn cơm này kia không có tiền á. Con trong... gái nhỏ là có gặp ba không con? Lúc đó con buổi sáng à? Con không có thức. Cái tới 7 giờ cha kêu con là nó dậy đi.
cái mẹ nói là mới 7 giờ kêu mất cái gì, cái con nghe rồi, con định ra mà con không ra, cái con thấy cha con. Ồ, không gặp mặt luôn, đi rồi không gặp luôn này đó. Mới 7 giờ chưa tới giờ hết. Bởi vì cũng như nó học buổi chiều đó rồi cho nó ngủ đây. Dạ, nghỉ ngơi. Này là không gặp mặt cha mẹ đó nữa. Dạ, nghe con đi học về ra tan hết buổi á. Đi về mẹ nói với con á, con tưởng con dở, con tưởng như dở con mà. Nói là không tin luôn, không tin là bà nói. Sau khi mà về mới tin hả? Về mới biết hả? Con về nhà con hỏi chế là mẹ đâu chế. Mẹ nói là mẹ đi bệnh viện với cha rồi. Hai chị em thui thủi ở nhà. Kêu đi về với ngoại ăn cơ, đi về với nhà ngoại đi. Vì đó đi học là không có xe, nó đã nghe cái câu không? Phải là nghe. Đường xa nhưng mà không có xe. Không có xe luôn, có gian mà không nghe hả? Đang đi có gian không muốn làm phiền bạn là nghe cha tai nạn mà không dám luôn, quá hiền luôn. Trong bàn học, ngồi trong bàn học, làm phiền bạn đúng không? Quá hiền luôn là không xe đạp. Có xe đạp. Chiếc xe đạp nó bị hư nè. Dạ. Dạ. Cái đường này đạp nó đuối à. Cái đường này hồi nãy bé nói nhỏ cho anh Tuấn nghe rõ là bé đang ngồi học với bạn, nghe tin ba bị gặp nạn gì bé không có mà bỏ ra liền đó, ráng học hết tiếng để sợ phiền bạn đó. Giống như bé thì có thể đi được, nếu mà có xe bé sẽ tấp bắp về liền xin cô, nhưng mà tại vì đang dướng một người bạn đang ngồi không dám cho người bạn mất tiếp. Đúng không con? Đúng rồi, với lại nghe buổi kiểm tra nữa. Ờ, nghe buổi kiểm tra nữa. Ờ, là không có thể gì mình hưởng tới bạn. Đang học sợ, anh ảnh hưởng tới mấy bạn kia. Nghe nói quá hiền, nói chuyện mà khuôn mặt rồi nói chuyện quá trời hiền. Sao mà quá trời ác rồi. Anh ơi, anh ơi, anh thấy không? Người ta vô, người ta quay cái mẹ con em đó ra anh ơi. Mới 45 tuổi. Anh ơi, là mình nó dẫn anh là rồi. La Thanh Tâm. La Thanh Lâm. La Thanh Lâm. La Thanh Lâm. Tinh Cẩn cũng như là mấy bạn đều kêu nhỏ lớn ngày kia ngoài. Tên ngoài. Tên ngoài. Dạ. Bạn có khó của ngày mai là đi anh Lâm. Ngày mai 9 giờ đi ra. Đi sao? Trung cấp ở đâu chị? Kìa cái mã nó ngay trong cái cửa. Ngay cái cửa luôn. Đó giờ là mình nhà mình ở đây đâu xưa giờ luôn hả chị? Dạ, tại vì cũng như là gia đình bên nội nói thì cũng gia đình cổ sở không có ruộng đất. Dạ. Ở đầu bên mình cũng như cha mẹ mình thiếu. Dạ. Đó rồi đầu mới cưới về đầu thôi những cái gì là mình đi. Dạ. Đầu mới đi về là mình ở. Ba mình thấy những chị em nào cũng cho có một công đất mà còn thôi vậy nó nhỏ quá à. Cho nó ghé út nữa thôi vậy mới cho nó ba công đi. Dạ. Thì đi đành làm chủ hộ là cũng như là cho thầy khai gia đình. Thì cho ổng đứng chủ hộ là cũng như là ổng là một người chồng rồi chứ mình không có cho mình làm chủ hộ được thôi cả cho ổng về đây là cũng như cho ổng chủ hộ cho ổng cứng rắn lên ổng là ổng làm chủ trong gia đình đó ổng là chủ hộ chung chủ cột trong gia đình này cho nên đặng cho ổng tự tin lên đặng cho có cuộc sống là phấn đấu lên rồi phấn đấu gần 20 năm nay phấn lên ổng nổi cũng cố gắng như đó cũng cố gắng làm mà ảnh cũng bệnh nữa có bệnh quất cái giò này nè cái giò khi đi đây rồi cũng như đi về chở đây đặng hai vợ chồng đi khám bệnh nên rồi đi rồi đặng đi luôn đâu không có gì ở nhà nữa không có khám bệnh được cho vợ luôn không đi khám bệnh được nữa rồi từ đây chứ sao ông đâu có chở tôi đi đâu tôi nói mấy chị chồng nó mấy chị ơi em không đi nữa đâu à. Anh Lâm không có chở em nghỉ đi rồi chị phải cố gắng còn gặp cái ngặt chị phải cố gắng để giữ gìn sức khỏe nè lo bệnh của mình đi để lo cho hai đứa con dạ. Chứ chị mà buông bỏ luôn á thì ai lo cho hai đứa nó dạ. Tội lắm đau lòng quá hai đứa con thì cũng cố gắng bình tĩnh cũng đau lòng quá rồi mẹ thấy là mẹ cũng suy sụp luôn mình cố gắng động viên mẹ ba mất rồi đêm hôm trời mưa vậy dọc ngay chỗ cái hàng của ảnh dạ. Bé nào sốt hồi nãy đây nè bé này nè rồi ốm yếu quá trời gặp cái cú sốc này nữa khi mà gặp bị tin mà cha vậy chắc cũng sụp đổ mấy đi rồi dạ. Gặp cái cú sốc quá trời
cú sốc. Giờ là chính thức thì anh em mình hôm nay tụi em đến đây á, dạ. Giống như thăm viếng, cũng như chút xíu này sẽ thắp hương cho anh Long nha, dạ. Cũng như là cho anh em, cũng như khán giả mà Hồng Quân gửi lời chia buồn đến gia đình mình. Bên cạnh đó thì chắc anh em mình cũng thay mặt mình Hồng Quân ha, trước mắt là gửi một ít tiền, giống như phụ gia đình để lo cho hậu sự cho anh Long. Dạ. Em cũng gia đình, dạ. Cảm ơn cái chương trình này, dạ. Hay là tâm nhiều lắm. Giống như bước đầu vậy, dạ. Anh em thay mặt mình Quân hỗ trợ cho mình trước. Rồi sau khi mà anh em đăng tải lên thì mình Hồng Quân mà thương, dạ. Gia đình mình, dạ. Mình muốn giúp đỡ cho gia đình mình hay chị, dạ. Nha. Dạ. Dạ. Bây giờ để anh coi cái khoan, để em đọc khoan cho rồi đi. Rồi thì cầm vô Quân nha. Ở thì hôm nay đến đây thì thăm gia đình của anh Thanh Lâm, 45 tuổi, thì bị tai nạn giao thông mất các nhà. Thực sự thì mất phải bỏ lại người vợ, hai đứa con. Thì nhìn cái hình ảnh mà căn nhà thì quá đau lòng. Nhưng khi chị cũng bệnh nữa, hai đứa thì đang học. Thì em cũng xin phép mạnh thường quân gửi ít tiền như bước đầu hỗ trợ cho gia đình đó. Thì đầu tiên thì em cũng xin phép chú Sưng Việt Kiều Mỹ hỗ trợ cho gia đình là 500.000, dạ. Tiếp đó thì có cô Ngọc Việt Kiều Út, dạ. Hỗ trợ cho gia đình mình là 500.000, dạ. Tiếp đó thì có anh Thức Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000, dạ. Cô Hồng ở Pháp hỗ trợ 500.000, dạ. Tiếp nữa thì có một chị gái xin dấu tên hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có chị Linh Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Tiếp nữa thì có chị Ngọc Châu hỗ trợ là 500.000. Tiếp nữa thì có chị Nguyễn Thị Dạ Hương hỗ trợ cho mình là 200.000. Cuối cùng thì có chị Phan Thị Hồng hỗ trợ 100.000. Dạ, thì tổng số tiền hôm nay kênh Bagina cũng là đồng hành cùng với anh em ở Sóc Trăng thì đến đây trợ duyên cho gia đình là 3.800.000 hả chị? Dạ. Dạ, dạ. Em xin phép mình vừa gửi số tiền. Em cũng như là cảm ơn chương trình này gửi đưa cho gia đình em cái số tiền này. Gắn gắn chương trình này lắm. Cho mạnh Đồng Quân. Quân giúp cho gia đình. Nhiều tiền em đếm từng triệu nha. Từng triệu gửi nha. 3.800.000. 2, 3, 4, 5, 1 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 2 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 2 triệu. 2, 4, 6, 8, 3 triệu 800 ngàn. Đó là những tấm lòng của quý anh Thường Quân cũng gửi quỹ qua anh em á. Dạ. Vậy là em cảm ơn cái chương trình này qua vô quay gia đình của em được rồi đang ngặt này, nhưng mà mấy anh vô được cái quay được cái gia đình em rất là cảm ơn, dạ. Chương trình này nhiều lắm nha. Vậy con đi cảm ơn với mấy chú thượng mạnh Thường Quân đi con. Rồi anh em ai còn đó, một người bạn đó mình giúp đỡ cho em, vậy là em rất là nhỏ đó, đó là má nuôi của nó hay đó, nãy người bạn đó là má nuôi, là cũng là kết nối. Rồi tụi em đến đây thì cũng là tiếp kết nối với mạnh thường quân á, dạ. Thì đến đây thì kênh quý sa tộc với lại cùng anh em với Sóc Trăng là cũng xin phép mạnh thường quân gửi thêm cho gia đình, dạ. Một chút ít tấm lòng yêu thương nữa, dạ. Thì đầu tiên là có cô Mai Việt Kiều Mỹ là gửi thêm 500, dạ. Cô Phượng Việt Kiều Mỹ là gửi 500, dạ. Chú Tỷ ở Sài Gòn thì mới gửi hình ảnh qua cho chú á, thì chú cũng gọi điện qua, dạ. Chú nói là giúp cho gia đình 1 triệu đồng, dạ. Tổng cộng là 2 triệu đồng gửi cho gia đình luôn ha, dạ. Cảm ơn mình, cảm ơn nhiều, 2 triệu, dạ. Cảm ơn nhiều, gửi cho gia đình thứ hai 1, 200, 400, 600, 800, 1 triệu, 200, 400, 600, 800, 1 triệu là 2 triệu ha. Dạ. Rất cảm ơn chương trình này rất là nhiều lắm mấy anh này, mấy mạnh thường quân này trong là rất cảm ơn cái chương trình này. Cảm ơn. Dạ. Đây là tất cả số tiền của mạnh thường quân á, dạ. Gửi qua cho anh em, dạ. Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thì cũng xin cảm ơn mạnh thường quân rất là nhiều. Bên cạnh đó thì có qua kênh Minh Quận ha, dạ. Có tấm lòng của mình thì qua kênh Minh Quận vlog cùng mấy anh Sóc Trăng thì đến đây chia sẻ hoàn cảnh, thì nãy giờ mấy anh cũng mới thăm hoàn cảnh của chị, dạ. Thì thấy gia đình mình khó khăn
thì anh thì gặp nạn thì mất, thì bỏ lại hai đứa con, thì chị đang mang bệnh nữa. Thì cùng em đến đây thì cùng mấy anh xin phép với nhà hảo tâm thì gửi cho gia đình ít tiền để phụ lo nhang đèn cho anh. Thì cũng xin phép chị Huệ ở bên Mỹ gửi cho gia đình là 500.000. Dạ. Dạ, thêm một xin phép chị Huệ ở bên Mỹ gửi cho gia đình. Dạ, chị cũng xin cảm ơn chị Huệ cũng như tất cả quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng anh em. Anh cũng an nghỉ rồi, cũng như anh cũng không còn đau đớn nữa. Anh ạ, hồi năm rồi đó là anh bệnh tính anh mất rồi nè. Tóc tôi già lắm chứ không phải tôi tóc tôi cục đâu. Tôi giá cho anh áp định thì tôi xuống tóc tôi mới có hơn năm nay là mới có hơn năm nay tóc tôi mới có dài là thôi. Bệnh gì bệnh nặng lắm đó chị? Dạ. Bệnh nặng lắm, tính ông là kì là năm gọi là mất á. Dạ. Dạ, anh tỉnh lại gì là em mừng lắm. Bây giờ đi có một cú này nữa thì anh không còn nữa. Dạ, chị cũng gắng bình tĩnh. Quay lại nữa. Con gái là cái điều ước nguyện con, nếu mà có người lo cho con học thì nó còn học không? Sự học hành đó. Dạ có, nhưng mà nghe nói với con là con lũng thì nó học tới lớp 8 thôi, lớp 9 thôi, là cho nó đi ra học thoải mái. Xong rồi cái tôi nói là sửa xe lúc nào cũng ra gãi ốc, cho bể lên xe dắt vô tiệm sửa cho gỡ ốc tiếp xe con. Mẹ giờ cho học trời đất cuối con. Quá tội luôn. Dạ, đúng với con là giống như cho con học tới lớp 9 rồi, như chữ rồi gì gành ghẻ hết trơn rồi ra cho học cái nghề. Rồi bây giờ cha đã bỏ con đi mãi mãi. Còn không gặp cha nữa. Dạ, không được gặp cha ngày cuối cùng nữa. Con gái nếu mà có người mà lo cho con tới hết lớp 12 con lấy bằng rồi giống như ra học cái ngành giống như là nhà giáo hay này kia để đi dạy học để có cái nghề là con chịu học nữa không? Dạ, tuy nhiên là con muốn học rồi. Cuộc đời của cha khổ nhiều rồi, cha không có thành tựu gì hết. Có hai đứa con là thành tựu trước cho cuộc đời cha thôi. Cha có nói chuyện cái gì cũng được, nhưng mà chuyện đó người ta không được nói, con cha hết học. Trời ơi, thương ha. Hai đứa con thì chủ yếu là muốn là làm để cho hai đứa con có đi học cao, chơi cái lớp cao này kia để không thua người ta. Có cái chí gì là rất là cậu quá đau lòng, mong là mong bà thương giúp đỡ cho dạ. Tiếp tục đến trường, mong cái quan trọng nhất đó nha. Mong là anh Lâm phù hộ cho gia đình. Người mẹ thì đã bệnh rồi, không có lo được cho hai em đi học. Thì cũng mong là có phép màu gì để tiếp tục cho hai bé học để thành công để nuôi người mẹ. Người mẹ thì lớn tuổi nữa. Mà đó, tự nhiên được mạnh luôn. Giống như cũng hy vọng sau khi mà đăng tải video lên thì rất là mong luôn. Rất là mong Mạnh Quân xem được thương hoàn cảnh của hai bé. Hai con tên gì chú quên rồi? Dạ, con tên là Lan Ngô Thục Trinh. Trinh, à Trinh còn em. Dạ, con tên Lan Ngô Hiền Thục. Lan Ngô Hiền Thục. Ngô Hiền Thục. Lan Ngô Ngọc Trinh. Lan Ngô Thục Trinh. Thục Trinh. Trinh. Hiền Thục. Giờ hai đứa con anh thắp hương cho cha với lại thắp dùm mấy chú. Rồi, thắp dùm mấy chú người nén hương á để cho chú thắp hương cho cha. Rồi rồi đi ra ngoài cho cháu. Thắp thì là tiền này. Con gái thắp hương cho cha luôn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
25, anh em cũng xin chích một vị giúp đỡ quân cũng hỗ trợ cho gia đình, cũng xin phép khách cho anh một nén hương, mong cho những ca nạn sớm được giải thoát. Anh còn cái này nữa là cảm ơn đến chị Huệ cũng như tất cả các mạnh thường quân qua kênh với anh cũng hỗ trợ cho gia đình số tiền bước đầu, cũng mong chia sẻ với ông bà nào xem được thương gia đình giúp đỡ được phần nào để vượt qua khó khăn lúc này. A Di Đà Phật. Giờ cúng cơm.